Tiếp tục mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục chuyên gia của bạn. Vâng, và thưa quý vị, sự biến động phức tạp của xã hội, các yêu cầu của chương trình học tập, sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ, đó chính là những nhân tố chính tạo áp lực và gây căng thẳng cho học sinh ở trong học tập và phát triển. Và trước những căng thẳng tâm lý đó thì ở các em đã xuất hiện nhu cầu là cần được trợ giúp, tham vấn và từ các cán bộ có trình độ chuyên môn. Và cũng hiểu được vấn đề này thì có một ngôi trường tại thành phố Hà Nội đã xây dựng tiết học ngoại khóa có một cái tên khá là thú vị, đó là kỹ năng ứng phó với căng thẳng. Để hiểu được giá trị mà tiết học này mang lại thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Nhận diện căng thẳng, các chiến lược ứng phó, sơ cứu cảm xúc là những điều thú vị mà các em học sinh lớp 11 này học được trong tiết học ngoại khóa do Phòng Tham vấn Học đường tổ chức. Qua những tiết học này, các em đã có thể mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ những hiểu biết cũng như cách làm của bản thân khi đối mặt với stress. Bình thường thì ở trong cuộc sống thì em hay gặp vấn đề căng thẳng về khi mà đối diện trước đám đông hay là khi mà mình làm một cái điều gì sai, mình sẽ bị rất là ngại và cả nó dâng lên đến sự căng thẳng. Qua tiết học này, các thầy cô có chia sẻ khá là nhiều để có những cái giải pháp làm cho giảm bớt sự căng thẳng. Cái cách đối phó với căng thẳng thì thật ra em cảm thấy em cũng không đến mức quá là nhạy cảm ấy. Như là ở trong cái tiết học nói thì nó gọi là cái nguồn lực ấy. Thì cái nguồn lực nó không quá thấp, thế nên là bản thân mình nó vẫn chống chọi được với căng thẳng. Chứ không phải là kiểu quá là phải công tác tư tưởng hoặc là quá là bị stress hoặc là như thế nào đó. Do em hay lo lắng nhiều. Bố mẹ em bảo em là hay bị suy nghĩ nó thoái quá. Một phần là do là tính của em là nó hơi trầm nên thành ra là em sẽ suy nghĩ nó phức tạp hóa mọi thứ lên và thường nhiều cái suy nghĩ của em nó hơi tiêu cực. Thành ra là sau cái buổi học hôm nay thì em nghĩ là có thể là em sẽ tìm cách để có thể là nghĩ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Đan xen kiến thức về tâm lý giúp học sinh thấu hiểu và nhận diện rõ những căng thẳng mà bản thân có thể gặp phải. Các thầy cô giáo tại đây còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Thông qua các ví dụ cụ thể, các em học sinh có thể đọc tên những cảm xúc đã và đang trải qua, đồng thời được cung cấp những giải pháp hiệu quả để giảm bớt sự căng thẳng. Vâng, xin chào chị Đỗ Thị Trang, cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Là một người mà gắn bó với công tác tham vấn học đường rất là nhiều năm nay, chị đánh giá như thế nào về cái thực trạng mà trẻ gặp các vấn đề về tâm lý đặc biệt là căng thẳng và mệt mỏi? Trong quá trình hơn 15 năm làm tham vấn tại trường học thì tôi đánh giá những cái vấn đề thực trạng mà học sinh đang gặp phải, những vấn đề về căng thẳng chiếm một tỷ lệ rất là cao. Và trong một cái thống kê sau khoảng 2 năm gần đây, chúng tôi đo lường được trên những cái thang đánh giá về mức độ căng thẳng của học sinh trong những cái thời điểm quan trọng như là thi cử hoặc là những cái vấn đề liên quan đến những cái yếu tố của cuộc sống như đại dịch, thì cái tỷ lệ căng thẳng sẽ chiếm từ 35 đến 37%. Tức là đâu đấy sẽ có khoảng 10 bạn sẽ có hơn 3 bạn gặp phải cái vấn đề về căng thẳng, đặc biệt là những cái căng thẳng do áp lực cuộc sống hoặc là trong quá trình các bạn ấy đang học hành. Ở cái tỷ lệ này thì ở trên nhóm học sinh mà chuẩn bị vượt cấp như học sinh lớp 9 hoặc là học sinh lớp 12 thì lại có những cái tỷ lệ đáng báo động hơn, tức là nó sẽ rơi vào dao động khoảng độ thêm 10% nữa. Vậy theo chị thì căng thẳng thường đến từ những cái nguyên nhân như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta xét từ các cái bối cảnh ở cuộc sống xã hội trong thời điểm hiện đại hoặc là thời đại 4.0 thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều yếu tố kích hoạt và tạo ra những cái tác động khiến cho các cái sự kiện nó sẽ gây ra những cái sự kiện căng thẳng và kích hoạt đến con người hoặc là một đứa trẻ trong trường học. Tuy nhiên nếu để xét về nguyên nhân ấy thì chúng ta sẽ có hai nhóm nguyên nhân chính mà sẽ đề cập đến, đấy là nhóm nguyên nhân nội sinh và nhóm nguyên nhân bên ngoài. Nội sinh tức là những cái yếu tố từ bên trong của đứa trẻ, những cái năng lực tự bảo vệ của đứa trẻ hay là cái khả năng ứng phó lại với một cái tác động do các cái yếu tố khách quan bên ngoài. Cái khả năng đấy của đứa trẻ rất là yếu thì sẽ dễ dẫn đến là đứa trẻ sẽ dễ căng thẳng hơn, dễ gặp phải những cái trạng thái lo lắng quá mức hoặc thậm chí là sẽ nhìn các cái hiện tượng sự vật mang tính chất là đúng sai hoặc trắng đen. Những cái điều này nó sẽ làm cho đứa trẻ không thể kiểm soát được những cái tác động của bạn ấy đối với bất cứ một cái sự kiện nào. Còn cái nhóm nguyên nhân ngoại sinh thì thường sẽ là do những cái tác động bên ngoài, mà cái tác động này do trong chính cái quá trình phát triển của các bạn ấy, như là các yếu tố về cuộc sống gia đình, mối quan hệ gia đình, rồi những cái nguồn nguyên nhân từ yếu tố mối quan hệ giữa bạn bè, hay là đặc biệt là nguyên nhân từ cái áp lực học tập
ở mỗi đứa trẻ. Khi trẻ gặp những cái vấn đề căng thẳng thì chúng ta cần phải ứng phó như thế nào? Khi mà các bạn ấy đối diện với những cái trường hợp gây căng thẳng mà chúng ta biết rồi, tức là có những cái trường hợp mà chúng ta có thể nhận diện được là yếu tố tác động bên ngoài, thì dường như những cái ứng phó lại nó sẽ có thể bằng việc là kiểm soát những cái môi trường bên ngoài hoặc là kích hoạt để tạo ra cái tính bền vững. Tuy nhiên nếu như là các cái yếu tố từ nội sinh ấy, tức là ban đầu nếu như ở giai đoạn ứng phó với cái mức độ căng thẳng ở cấp độ bé hoặc trung bình, thì thông thường mỗi đứa trẻ nó sẽ có những cái cơ chế, như đầu tiên là nó tiếp nhận sự kiện, sau đó thì nó sẽ cảm thấy căng thẳng, và sau đấy thì bạn ấy sẽ tự thử đúng sai và vượt qua căng thẳng một cách tự nhiên. Tuy nhiên ở đa phần các trẻ em hoặc là những cái quá trình mà các bạn ấy đang trưởng thành, thì việc mà để nhận diện sớm dấu hiệu của căng thẳng thì không phải bạn nào cũng nhận diện được. Do vậy cho nên thường cái việc căng thẳng nó ở mức độ trung bình và cao hơn, và lúc này cái hoạt chất cortisol nó kích hoạt rất là mạnh. Khi hoạt chất cortisol kích hoạt mạnh thì nó sẽ tạo ra những cái vấn đề căng thẳng trường diễn. Và căng thẳng trường diễn thì sẽ làm cho đứa trẻ lúc nào cũng giống như là một hiện tượng gồng hết mức và không được xả hơi. Thì nó sẽ giống như quả bóng có thể nổ, và lúc nó nổ thì nó sẽ làm cho tổn thương mối quan hệ với bạn, với bố mẹ. Còn có những trường hợp căng thẳng khẩn cấp, tức là có thể ở yếu tố đấy ở đứa trẻ là một cái tác động nào đó khiến cho đứa trẻ nó bị bùng nổ luôn, và cái trường hợp căng thẳng cấp thì mình phải có những cái kỹ thuật sơ cứu tâm lý và đưa cho đứa trẻ những cái sự đồng hành một cách phù hợp. Vậy chị đánh giá như thế nào về trách nhiệm của gia đình đối với các cái vấn đề này, và gia đình và giáo viên thì cần phối hợp với nhau như thế nào trong cái việc mà giảm bớt căng thẳng cho học sinh? Gia đình là cầu nối của mọi đứa trẻ đối với xã hội. Chúng ta thường hay nghe những câu là chăm sự nhờ cô thầy, nhưng mà thực sự trong cái yếu tố mà tác động tâm lý thì chúng tôi đánh giá cao và đưa cái vai trò gia đình là cái vai trò then chốt, bởi vì chính họ sẽ là những cái môi trường an toàn và bền vững nhất để cho đứa trẻ thay đổi hoặc là đứa trẻ được phát triển. Thế thì với cái yếu tố đấy thì vai trò của gia đình chính là việc mà họ sẽ cùng nhau tạo ra những bầu không khí an toàn. Mà trong đó nếu con có áp lực học hành thì khi con chia sẻ hoặc con về đến nhà sẽ được kéo lại trong một cái cảm giác thư thái, hoặc là sẽ cảm giác rằng là nhận diện ra được rằng cái việc học hay kết quả học nó là một hành trình chứ không phải là cái điều mà bố mẹ sẽ đưa ra và tạo ra thêm cái stress cho trẻ con. Thế thì và vai trò thứ hai nữa là sau khi mà họ đã tạo ra bầu không khí rồi, sự kết nối trong những vấn đề đấy rồi, họ lại là những cái người mà cùng với con mở từng cái nút thắt. Và vai trò thứ ba là hiện nay với cái xã hội người ta gọi là làm cha mẹ lại. Chúng ta sẵn sàng thay đổi một cái mẫu phong cách làm cha mẹ. Ở đấy là mẫu cha mẹ lắng nghe, mẫu cha mẹ biết tìm kiếm sự trợ giúp. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng thú vị và ý nghĩa của chị Trang dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị rất là nhiều.